Vì cộng đoàn hát bài Thắp Sáng Trong Con nhé. Rồi. Nè. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thầy về biết hát rồi phải không cơ? Rồi được rồi. Sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thanh ân tuyệt vời. Rồi vậy được rồi. Đúng giờ rồi mình bắt đầu. Chúng con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta cùng hiệp ý cùng với Giáo hội Hoàn Vũ mừng lễ kính dâng Chúa Giêsu trong đền thánh. Trong thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi tận hiến của các tu sĩ nam nữ. Xin mọi người chúng ta cùng bắt đầu thắp nến và hát bài Thắp Sáng Lên. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin vui đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân trên sầu trần đời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Con say mê tim cho vang tơn vàng đi tới niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, cách đây 40 ngày, chúng ta đã hân hoan cử hành lễ Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Hôm nay chúng ta mừng ngày Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và Thánh Giuse dâng cho Thiên Chúa Cha trong đền thờ. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy người làm theo luật dạy, nhưng thực ra qua biến cố này, người đến gặp dân người. Quả vậy, cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đã tới đền thánh. Cũng chính nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà các ngài đã nhận ra em bé Giêsu chính là Chúa của mình và hoan hỷ loan báo cho những người khác. Phần chúng ta hôm nay cũng vậy, chúng ta đã được Chúa Thánh Thần quy tụ nơi đây và chúng ta sẽ cùng nhau tiến về nhà Chúa gặp Đức Kitô. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp người, sẽ nhận được người khi bẻ bánh. Trong lúc đợi chờ, người trở lại trong vinh quang. Lạy Chúa là nguồn ánh sáng thật và là đấng tạo thành ánh sáng. Chúa đã chỉ cho cụ già Simeon nhận ra Đức Kitô chính là ánh sáng soi đường cho dân ngoài. Chúng con tha thiết nài xin Chúa ban phúc lành mà thánh hóa
những cây nến này. Xin nhận lời dân Chúa đang tụ họp, miệng ca mừng thánh danh, tay cầm đèn sáng cháy sáng. Ước gì chúng con luôn thẳng đường ngay lối, tiến đến cùng Đức Kitô là ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi, người hằng sông và hiển trị muôn đời. Amen. Chúng ta cùng an vui tiến bước để chào đón Chúa Kitô. Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân người. Buôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã ưa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân người. Vì trinh mắt con được nhị ơn cứu độ, Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân người. Xin cộng đoàn bắt đầu đi rước. Đi hai hàng. Lời cầu nửa đêm. Ngài đến lòng chúng nhân gieo hò vui mừng, hồng ân linh bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con người thương trần, vua bình an. Ánh sáng ngàn đời luôn dèm tan tâm tôi, hãy soi dương gian chốn lưu đầy. Lạy Chúa là mến thay thương người lưu đầy. Người ơi xin đoái thương đời con. Ngài đến lòng chứng nhân gieo hò vui mừng, hồng ân bao la Thiên Chúa ban. Ngài đến vì mến thương con trần. Hỡi đấng là đường đưa đi tới chân lý, dẫn đưa nhân loại tới quê người. Lạy Chúa là đấng hay thương người lữ hành, người ơi xin đoái thương đời con. Chúng ta dâng, xin là đọc kinh vinh danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Đợi con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, Chúa là Đấng Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Con một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xin tắt nến. Bài trích sách ngôn sứ Malachi. Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Này, ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước mặt ta, và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến. Đức Chúa các đạo binh phán: Ai chịu nổi ngày người đến? Ai đứng được khi người xuất hiện? Quả thật, người như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt. Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc. Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc. Bấy giờ, đối với Đức Chúa, chúng sẽ là những kẻ đến dâng lễ vật theo lễ công chính. Lễ vật của Giu-đa và của Giê-ru-sa-lem sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa như những ngày xa xưa, như những năm thuở trước. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên nữa. Hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua Vinh Hiển ngự vào. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển. Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng. Đức Chúa oai hùng khi xuất hiện trần. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển. Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên nữa. Hỡi cửa đền cổ kinh, để Đức Vua Vinh Hiển ngự vào. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển.
linh hiện đó là ai? Là Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, chính Người là Đức Vua Vinh Hiển. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem, có người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đức Kitô là Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói cho bà Maria mẹ của hài nhi: Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Lại cũng có một ngôn sứ là bà Anna, con ông Phanuel, thuộc chi tộc AC. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth, miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em, khi Hội Thánh mừng lễ dâng Chúa ngày hôm nay,
kỷ niệm việc dâng Chúa Giêsu là con của mẹ Maria và Thánh Giuse trong đền thờ. Phục vụ ngày hôm nay được đánh dấu bằng sự long trọng đặc biệt về việc làm phép nến và cuộc rước đặc biệt nhắc nhở chúng ta đến niềm vui của ông Simeon khi ông thấy Chúa Giêsu hài đồng, ánh sáng khai mặc khải cho muôn dân ngoại và vinh quang của Israel dân Ngài. Vâng, chúng ta cũng cần suy ngẫm để hiểu biết sự hiểu biết của chúng ta về ngày lễ này qua các mức độ khác nhau. Mức độ bề ngoài, một mức độ sâu sắc hơn và mức độ hiểu biết sâu sắc về ngày lễ hôm nay. Vâng, ở mức độ bề ngoài, hôm nay lễ kỷ niệm việc dâng Chúa Kitô mới sinh lên Thiên Chúa trong đền thờ. Mẹ Maria và Thánh Giuse với tư cách là người con trai, con gái của Israel đã tuân theo và thực hành những luật lệ tôn giáo của dân tộc họ, ngay cả trong khi trong tâm họ biết rằng Chúa Giêsu là đấng được Đức Thiên Chúa sai đến để cứu chuộc dân Israel. Dân Israel tin rằng những đứa con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa, đấng đã cứu mạng họ khi Ngài đã cứu con cái đầu lòng của người Israel. Trong khi đó, những người con của người Ai Cập phải chết trong sách xuất hành. Chính Thiên Chúa đã ra lệnh dâng hiến mọi con trai đầu lòng của Israel. Một phần trong đó, trong số đó là những lễ vật mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Thánh Giuse và mẹ Maria đã đưa lên đền thờ cùng với con của mình và sau đó những lễ vật này để chuộc con của mình. Vâng, ở một mức độ sâu xa hơn, chúng ta nhớ rằng ngày lễ hôm nay không thuần túy nói về việc Chúa Giêsu được dâng lên trong đền thờ, mà đây là việc dân Do Thái dâng mình cho ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là lý do tại sao có một niềm tin, một niềm vui sâu xa giữa những người nam nữ thánh thiện tại đền thờ, chẳng hạn như ông Simeon và bà Anna, vì họ đã được ban những ân sủng đặc biệt để rồi họ được chứng kiến việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa với các tiên tri và ánh sáng mặc khải cho Israel. Thiên Chúa đã chọn tỏ mình trước hết nơi mẹ Maria, Thánh Giuse, rồi đến bà Elizabeth, người đã trung thành và đã nhận ra Chúa Giêsu trong lòng mẹ Maria, rồi cho các mục đồng nghèo khổ qua lời chào của các thiên thần, và rồi cho các đạo sĩ ngoại giáo đã nhìn thấy ngôi sao của Ngài để được hướng dẫn đến tôn thờ Ngài, và cuối cùng là dân riêng của Ngài, dân Israel. Chúng ta kỷ niệm việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa của Ngài với Israel và với cả chúng ta ngày nay. Thiên Chúa đã đến với dân của Ngài để giải thoát chúng ta, làm cho chúng ta thêm thánh thiện, công chính trước mặt Ngài. Nhưng trên hết, lễ dâng mình là một lời nhắc nhở sâu xa về mầu nhiệm của Thiên Chúa. Chúa Giêsu được dâng lên trước mặt Thiên Chúa Cha như của lễ tự nguyện, của lễ chuộc tội để xóa bỏ tội lỗi của người trần.
giống như một con chiên hiền lành, khiêm hạ. Ngài được dâng lên trước mặt Thiên Chúa Cha như một lễ vật mà Ngài sẵn lòng nói với Cha của Ngài: Con đây, con đến để thi hành ý Cha. Báo hiệu rằng của lễ của giao ước cũ sẽ qua đi vì lễ tế, của giao ước mới sắp được thực hiện. Vâng, thánh lễ ngày hôm nay là sự chuyển tiếp giữa niềm vui của lễ Giáng sinh sang sự hy sinh đền tạ của mùa chay, và báo hiệu rằng trong vài tuần nữa chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Hội Thánh đi vào mùa chay với thứ tư lễ tro. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta được yêu cầu sẵn sàng dâng mình cho Thiên Chúa như một của lễ tinh tuyền và thánh thiện. Mùa chay giúp đỡ mỗi người chúng ta để chúng ta được chúc phúc, được thiêu đốt bởi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ hội thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và vinh quang cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã muốn con một Chúa dâng mình cho Chúa như con chiên tinh tuyền để thế gian được sống. Xin cho của lễ hội thánh đang hoan hỷ tiến dâng cũng được Chúa chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay con Cha đấng hằng hữu được dâng tiến trong đền thờ và được Chúa Thánh Thần công bố là vinh quang của Israel và là ánh sáng soi đường cho muôn dân. Vì thế, khi vui mừng nghênh đón đấng cứu độ, chúng con hiệp với các thiên thần và các thánh ca tụng Cha mà không ngừng tung hô rằng: Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chiêm trên và tên xưng Chúa sống ngàn cho với khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được đầy tràn thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Nguyện xin, lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho Hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giám Mục Mikael chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đáp lại lòng mong đợi của ông Simeon mà không để ông lìa đời trước khi đón nhận Đức Kitô. Xin cho bí tích thánh thể chúng con vừa lãnh nhận hiện toàn ơn Chúa nơi chúng con, và khi đến ngày gặp Đức Kitô, xin cho chúng con được sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và sau thánh lễ, chúng ta có giờ chầu thánh thể, xin cộng đoàn tham dự. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban muôn phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
mẫu nào. Danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Ông chính là thổ hằng sông đời Israel được Chúa cứu độ, Thần Chúa ngự ngự trên ông. Chúa đi nguồn nước tận cao xanh, chúa tùng Chúa đi mọi cơ bình thường rơi, chúa tùng Chúa đi mặt trời với mặt trăng, chúa tùng Chúa đi hỡi tinh tu muôn ngàn. Chúa đi nào sương đồng mưa tuôn, chúa tùng Chúa đi kìa thời đông tiết ra, chúa tùng Chúa đi này băng phủ tuyết rơi, chúa tùng Chúa đi hỡi đêm này đắp đồi. Chúa
cùng Chúa đi, này đội xanh núi biếc. Chúc cùng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây. Chúc cùng Chúa đi, hỡi núi nước tràn đầy. Chúc cùng Chúa đi, nào sông sâu biển cả. Chúc tùng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế. Chúc tùng Chúa đi, dòng dõi Israel. Chúc tùng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa. Chúc tùng Chúa đi, tôi tớ phục vụ người. Nào chúc tùng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, muôn ngàn đời cùng ta tùng suy tôn. Thị lễ on bồng con trẻ, tạ ơn và chúc tùng Thiên Chúa. Khen người trong ông đoàn những kẻ hiếu chung. Trong tay trích sách Malachi. Đây lời Chúa phán: Này ta sai sứ giả của ta đến dọn đường trước nhan ta, và bỗng nhiên Chúa thượng mà các ngươi tìm kiếm đi vào thánh điện của người. Kìa, vị sứ giả của giao ước mà các ngươi đợi trông đang đến.
Đức Chúa ngự trong thánh điện, hãy đến bái thờ Người. Hãy đến bái thờ Người. Đức Chúa ngự trong thánh điện, hãy thêm bái thờ Người. Ta viếng thăm cứu chủ dân Người. Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sư mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ trọn về nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thanh thiện công chính trước nhân Người, là thức vụng thờ suối suốt cả đời ta. Kitô là ánh sáng soi đường cho dân hoài, là vinh quang của Israel. Ta hãy tin tưởng thưa với Người. Vì muôn tuân giữ luật Môsê, Chúa đã để cho Đức Mẹ và Thánh Giuse đem Chúa vào đền thờ dâng lên Chúa Cha. Khi ông Simeon bồng ấm Chúa trên tay, chính là lúc Chúa thân hành tìm đến với dân Chúa. Chúa đã cho nữ ngôn sứ Anna nhận ra Chúa là đấng muôn dân trông đợi. Chúa đã vui lòng chấp nhận thành dấu hiệu cho người đời trông bang. Hôm nay chúng con cũng xin cầu nguyện cho
thân nhân và ân nhân của dòng Đa Minh, đặc biệt cách riêng cho phụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm. Chúng con cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến của các tu sĩ nam nữ, cầu nguyện cho ơn gọi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, con một Chúa đã mang kiếp người phàm và hôm nay được tiến dâng trong đền thánh. Chúng con khiêm tốn này xin Chúa cho tâm hồn chúng con cũng nên trong sạch, hầu xứng đáng dâng mình trước thánh nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Chúa, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của Người, được nhờ công phúc đức tin của Người mà phát triển dưới triều đại Giáo Hoàng của Người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa cho họ ăn bánh bởi trời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trôi lại cho chúng con bi tích mình và máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa Giêsu thật là Chúa Thiên Chúa và là Con Người. Chúa tôn danh Thánh Chúa Giêsu. Chúa tôn ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. Chúa tôn hò Thánh Châu Báu Chúa Giêsu. Chúa tôn Chúa Giêsu trong thánh thể trên các bàn thờ. Chúa tôn Chúa Thánh Thần đấng bao trời. Chúa tôn Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh. Chúa tôn rất thánh vô nhiệm nguyên tội. Chúa tôn mẹ lên trời cao sang. Chúa tôn danh mẹ Maria đồng trinh và hiền mẫu. Chúa tôn thánh Giuse bàn thánh sạch Đức Maria. Chúa tôn Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh. Amen. Yeah.